Lỗi anh em. Hôm nay với số vốn 52k mình sẽ vào chơi cũng như kiếm tiền trên con game Kaguin anh em ạ. Mình thấy con Kaguin game bài đội thường nạp thường quá là uy tín luôn anh em ạ. Anh em nào mà chưa tải game thì link tải với link nhận code miễn phí mình ghim ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Anh em tải game xong liên kết số điện thoại sẽ nhận ngay được 6k8. Sau anh em nhấn vào cái link nhận code để nhận code miễn phí nhá. Bảo siêu xe cuối tuần không biết có may mắn hay không này. Hãy lên siêu xe cái nhá. Khởi đầu với siêu xe xem thế nào. Có X10 hay là không X đây. À đưa. Vãi. Mới lên quả X10 kia. Quá ngon anh nhỉ. Hãy khởi đầu cuối tuần quá may mắn luôn. Mới vào lớp 500 là quá dễ rồi. Quá ngọt ngào luôn đấy. Bây giờ chơi ở dưới thôi. À đưa. Sao được 25k với cay vậy này. Mình bấm 100 mà đâu. Toàn là vào cái nhỏ không anh ạ. Vãi thật đấy. Vẫn dưới nhá. Vẫn chơi cái dưới tiếp anh em ạ. Chơi lớn luôn. 500 luôn đấy. Rồi. Phải thế chứ. Hãy tự nhiên lại có 2,5 củ chứ có gì đâu. Uy tín chưa? Hãy bắt cầu quay luôn này nhỉ. Hãy mình thấy con Kawin chơi rất ok luôn này nha mày. Chơi 1,4 củ luôn nhá. Mày chơi rực rỡ nó luôn. À đù, là X10 nữa kìa. 1,1 củ luôn. Vãi thật. Lên 10 củ luôn kìa. Quá uy tín luôn này nha mày. Đúng vào à, Kawin kiếm tiền thì không hề khó luôn. Vào đây ăn non ngày 500 một củ là quá dễ luôn anh em ạ. Còn Kawin này từ đầu năm tới giờ tuần nào mình cũng thấy có sự kiện khủng cả anh em ạ. Toàn giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng luôn đấy. Vãi thật. Ai mất mấy trăm. Chào anh em, chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Chúc anh em may mắn thắng lớn cho cuối tuần nhá. Anh em xem video nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Còn ba đứa kia. Nó về đúng một kịch bản luôn với cay vậy. Vãi thật. Đến thế nhỉ. Nó về hay quá anh em ạ. Lên không. Dừng. Bả nó kia. Mà chơi thì nó đéo về, không chơi thì nó về với cay chứ. Anh em nào mà muốn tại game thì link tại với link nhận code miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Bả nó quả này mình chơi lớn này. Mày chơi tất tay nó luôn. Còn bả nó cay thế nhỉ. Rồi mắt đá rồi. Không phải nói nhiều. Nó phải lấy lại những gì đã mất cho anh em. Rực rỡ chưa. Cuối tuần chốt lại như thế đã ngọt chưa nhỉ? Hãy mới vào chưa đầy 5 phút đúc 10 củ gần 11 củ. Thế là quá ngon rồi còn gì nữa nhỉ? Á chắc mình nghỉ ra anh em ơi. Vào vốn 52k chốt lại 10 củ 6 là quá rực rỡ rồi anh em ạ. Chốt lại cuối tuần quá thành công nhá anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhá. Chúc anh em lần may mắn thắng lớn mấy con game Kaguin này nhá. Chào anh em.